Ba cân vẫn thua chị. Tao phải cho mọi người gầy ha. Nhưng mà công nhận không? Thế là ví dụ như cái này em còn thêm cái bàn này nữa này. Đúng rồi, thêm một thắt lưng nữa. Ví dụ như thêm một cái thắt lưng cũng dễ thương. Này, thắt lưng này hơi sang hơi nhỏ thôi. Hả? Nhìn hấp dẫn này. Ê, cái túi mà màu đen, cho cái túi đen với logo đi. Đẹp. Lấy cho cái túi đó được. Cái đó. Túi nó phải đính một cái gì màu vàng. Có luôn. Đẹp, bao đẹp như chị luôn cái túi đó. Hoặc là miếng sao, đây cái túi bao tử đó. Nhỏ ngang đây này. Để em lấy nha. Mày lấy cái túi bao tử cho tao coi nào. Được không? Chế mặc đơn giản thôi, các cưng ạ. Mặc lồng lộn không được. Mỗi tuần chân hơi ghẻ thôi nha. Mai sẽ phải che ghẻ. Được không? Chân hơi ghẻ. Tao chả hiểu bộ đồ như thế này mà mày bảo tao mặc thắm quá là sao mà Phương Linh. Cái con nhà quê kia. Bộ đồ mặc như thế này mà mày bảo tao mặc thắm quá. Ô. Nhân viên đéo gì sao mặt đẹp này. Mày cầm mày quay toàn bộ cái váy cho tao coi nào. Cho mình sẽ bỏ cái dây này. Chế gây cho các cưng. E ra là nhiều. Vì bình thường tháng trước là không chui được vào cái này đâu. Một là cái đó. Hai là phối cái này kiểu dạng vậy. Theo cái style nhìn thôi. Chị trẻ trẻ. Cái này bánh bèo lắm phải không? Đó, cái này nhìn dễ thương đi. Em đánh rơi hôn đầu sau lưng anh. Và em đánh rơi một vali tiền trong chân ơi được. Không có nghe mà tất cả chúng chị em ơi nào. Một là góc đó, hai em chụp ngay góc bên này nè. Đó, đó, bên này. Đúng, hợp lý ha. Chờ những mũi chân thẳng chút xíu này. Đó, tươi. Em nghĩ lóc nguyên set này luôn đi chị. Được. Mà xin. Má đây. Khi mà người ta đồng đồng thì mình sẽ phải đơn giản. Hiểu không các cưng? Khi mà người ta mặc đồng sao có người kêu em mặc như heo kìa chị. Ai? Tột quần, quần muốn tụt xuống nơi rồi mà đứa kêu em mặc. Mày đi quay vào quần áo đi cho mọi người xem quần áo trong thời gian tao thay đồ. Mày quay chị thì mày quay vào quần áo cho mình nhìn như thay nào chị.
nay chúng ta làm hơn rồi. Chúng ta làm hơn rồi. Xét Hà Nội, xét Sài Gòn này. Chứ Hà Nội tôi còn chua mà. Ok. Tôi gầy rồi chứ mày tưởng. Anh lấy chăn cái bông tai mà mấy cái kim loại trơn to bự cho anh. Đây, này, cho em sắc bắt lại. Rồi đẹp liền. Được. Được ha. Tôi đây. Rồi mấy nát ha. Đó nó ra. Không. Hôm bữa chị cứ đang chửi thẳng hết tóc chị nhớ. Xong chị ép sát cái chị vẫn để cái đuôi ngắn ngang đây chị. Là đẹp lần lần là hết thẳng. Hết thẳng. Không mà đẹp. Được. Cái đây là thằng đó chụp nhất. Đây là thì thằng đó là chụp. Mà cái này vút qua đây là nó màu vàng. À chị có thể vút qua vút lại. À vút qua là màu vàng. Là nó ra được nhiều màu vàng hơn. Hay không? À. Nghe mình vẩy xương cá lên không? Đúng rồi, và nó sẽ ô, được, được, được. Đứa nào chặt lại tao. Tưởng đâu thêm hai bộ đồng. Ok, ok đó, tức là cái vải của nó thật là vi diệu. Đó, là nó sẽ đó là ví dụ như có thể màu gold nhiều hơn. Hiểu. Mai, background của phim sẽ là màu tím. Màu tím. Ồ màu vàng nhiều hơn. Đẹp, đẹp, chuẩn ha. Xong tự nhiên cứ đứng thảm đỏ thấy vút từ đầu thảm đỏ đến cuối thảm đỏ. Không hiểu chuyện gì. Mai nó sẽ bảo ba đi đi vút. Không, mai phải mướn thêm kiểu đúng hai người thôi. Chỉ có đứng trên thảm đỏ vút cho nàng thôi. Đó, nhưng mà cái gam màu này nè. Đó, thì nhìn nó đẹp. Ha. Rồi, cho mượn. Không, đây nè, anh muốn lấy nhìn trơn thôi. Mới lại có mấy cái này nhỏ. Đây, chị. Một đôi này. Chân dưới đẹp hơn. Có một cái nhọn nữa cũng đẹp rồi. Cái nhọn nào? Có một cái nhọn nữa. Nhớ. Đó, lấy cho anh thêm cái nhọn nữa. Em cũng thích mấy cái trơn trơn trơn. Trời ơi, xu hướng vãi cả đái ra. Chọn. Mày mai chế cho mặc bộ này. Hợp lý chưa? Chân. Các cưng thì thế nào? Chặt lại chế không? Chế mày gầy chúng mày chừng chết thôi. Ngày mai còn quất cấp lồng lộng lên ơ rồi đờ ha. Ép thẳng. Được chưa các tình yêu? Được chưa? Dáng này ngon quá, chị ngon luôn này. Được, đẹp. Nói vậy vài màu nút của chế đi, cho chế dễ đi. Ừ, tao có thêm màu nút. Vài màu nút thôi là hợp lý với bộ này luôn. Tao có thêm màu nút. Đẹp. Được. Chuẩn. Bộ sưu tập mới nhất. Cái này cầm cái gì trời? Không cầm cái gì. Yên tâm tao có đội BD đi theo giữ đồ dùng tao. Cái này chắc em lấy thêm một cái nhẫn à? Hay là cái gì đó màu gold gold để cho. Cái nhẫn mà nó phải là vòng ấy, đơn giản thôi. Đây. Nè, hấp dẫn luôn nè. Một là cái đó, hai là cái này nè. Mày đi. Rồi, để em cầm cho. Tao cầm anh ơi. Đúng rồi, cái nhọn này. Nhọn này nhìn cho nó dài cái gương mặt ra anh tí. Mặt ta đã dài sẵn rồi. Giờ nó bị dài hơn. Đưa ôi trời ơi. Làm nước ơi ra đây mà xem này. Ôi trời ơi, làm trên làm xong dưới đây mà xem này. Đôi khi chỉ là một cái khuyết tai nhá cưng nhá, là thay đổi cả một vận mệnh của con người đấy. Mai là chặt chế. Đó, đôi này nha. Chuẩn chưa? À. Khi chỉ cần thay đổi một chiếc khuyên tai, bạn sẽ được thay đổi cả vận mệnh của một con người trên thảm đỏ.
Được không? Rồi, xuất sắc ha. Lớp được. Chế. Rồi. Là của chế. Thảm đỏ là của chế. Rồi. Ok. Cho chế chuẩn bị thay đồ. Thay một bộ. Qua đây em phục mặc đồ cho chế rồi chứ đi. Thế à? Qua đây à? Tại tao 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 event. Qua sớm sớm. Ờ. À hiểu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cầm một mét bún đậu trên tay bước vào thảm đỏ. Trời, sai quá sai. Sai quá sai. Ừ. Đấy. Bộ này bảo đảm chế năng lực. Được rồi. Được rồi. Okay. Đúng rồi, thế mai tôi kêu tài xế chở qua đây. Rồi, bộ này cũng long lanh tô đậm. Quay ra ngoài bạn đâu. Công nghệ này. Ui, sao ta nói. Trời ơi, bọc đâu sang nhá các cưng. Như nào đây? Ai chặt lại chế? Ai chặt lại chế vụ này đây? Được không? Hợp lý không? Nói chung đẹp là có. Cái này thì em nghĩ là Hà Nội đi. Ờ, cái này Hà Nội nó đang hơi chú thu. Đồng ý không? Ừ. Thì hơi Hà Nội. Cái này sẽ lên làm tóc như thế nào? Cũng vậy luôn, nhưng mà đổi đôi bông tai. Em, đôi bông tai mà hạt đẹp á, mà dài đi. Ừ. Rồi. Có ai thấy chế gầy không? Nhóc hèn chế dày gầy gì cả. Được rồi, đó, em công. Thật là bó công không rồi. Trong có một body suit rồi nên là chị thoải mái. Ok. Em mới ngủ dậy em tơi tả em qua đây em thử đồ chứ. Công nhận cái form đẹp ha. À, tức là nó đẹp như ở chỗ. Đúng rồi, nó đẹp một cái form này, cái giáp form. Chứ còn cái mẫu này mà may lùng nhùm là già rồi. Đúng rồi. Nhung mà bay may để thụ thì mẹ thôi cũng xin là 370 đấy. Đúng rồi, xong luôn. Em có cọc dây thun không cưng? Lên một cọc dây thun. Mình bèo mấy tay ướt mặt nhỉ. Cho xin cái dây chung cái gì. Rồi, tôi là ngày xưa tóc bạc này mà đi chụp hình là tôi làm hết cha. Đúng rồi. Đó, cái này thì em thích nhất chỗ này. Ờ, cái đoạn này đẹp ha. Đó, nó không bị phô, nó không bị phô quả vú. Không leo CD của tao. Chị có tập gym không? Chị tập nâng bia em ơi. Đẹp. Chị quán quân cúp nâng bia mở rộng. Trời ơi, đẹp quá các cưng ạ. Đây, còn thay đổi phần mềm tiếp này. Cái bộ này thì phải đi với đôi tay này. Chúng mày cứ để xong đi đi nhậu như tao đi để gầy được như tao là tao cũng lạnh chúng mày luôn. Đúng không? Chuẩn. Đó, thì cái đôi này em nghĩ là chị cứ cho sát tóc lên bún rồi này cho chị.
Được. Làm cái gì thật đơn giản. Cứ luôn đơn giản là đẹp. Thay đổi vận mệnh cục đời con người. Không, khi... em có từ khó mới thay đổi vận mệnh. Vận mệnh của con người có thể thay đổi, nhan sắc sẽ thay đổi, tỏa sáng hay không tỏa sáng đôi khi nằm đối khuyên tai. Em thích content đó. Người ta còn gọi là người ta còn gọi đây là tòng ten. Nếu tôi nói là Phúc mới gầy lắm không ạ? Thì đẹp. Cái này sẽ đấy. Thế à? Thế là tao đã về được size S. Ôi thật không mà. Chỉ là size S cộng là vừa đẹp. Size S cộng. Chứ tức là size S cộng á. Size em nó đẹp. Lại bị rộng. Nó không đẹp. Cái này là đôi khi mình mặc hơi chặt một tí, nhưng mà nó sẽ fit lại cái phần nhẹ. Ta nói. Còn cái tà của nó nhìn cũng đẹp này. Mà cái màu nhung nhìn ổn ha. Màu nhung đẹp. Chẳng tra. Cứ đứng thế này thôi. Đứng thế này thôi chúng mày ạ. Công nhận bụi đẹp. Hợp lý ha. Được. Rồi, khỏi clip clip gì hết trơn. Đúng rồi. Vậy là hợp lý. Đẹp lắm chứ mày. Công nhận ha. Ừ, chị mừng lắm. Chị mừng nha. Đẹp. Thế hóa ra cái này là bị chọn sai. Cái này. Cái này. Cái này ơi sai hả? Dạ. Đừng nghe chọn sáng này. Ừ. Rồi. Ngày đó thì phải nói. Rồi, ok. Cái này ở phía sau nhìn cũng duyên lắm. Đó, cưng, chụp cho anh tấm ở ngay đây này cưng. Đó. Ừ, đúng chưa? Cái góc này nhìn đẹp. Nè, đó, 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 đó. Em né luôn, anh né luôn. À, không thấy anh mà. Rồi, chế quay qua đây cho em xíu. Góc bên này, miếng này, miếng này, miếng này, miếng này. Đó, em lấy luôn cái hình trong gương đẹp này. Em trả lại giùm anh cái đuôi váy cho này tí xíu bé ơi. Số ấy. Có người yêu cầu chị kết quốc một vòng kìa. Một nút nhạc với chế. Rồi chế ra mừng kết quốc liền. Chị mừng kết quốc nha. Lui lui ra nè. Để chị đi nha. Đó chị đi lên đây này cho cưng coi. Này. Hai con mèo. Nhìn tao à? Nhìn tao à? Mày nhìn tao à? Tao nói mày nhìn tao. Mày nhìn tao. Đi về chưa? Ai làm lại chế đúng không? Rồi. No. Rồi đi vòng nữa đây nè, 2 ba Miss Universe lại nè. Là 3. 2 3. Ừ. Đúng rồi, quất 2 vòng cho máu chế ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai bảo chí là bán bún. Thầy lưng cuộc đời, trong thầy nhất ngày hôm nay ta xuống cuộc đời. Thầy cũng chưa biết vào cái gì. Không chưa lên không mặc vào cái gì không ạ. Cảm thấy buồn bã đúng không? Ờ. Thầy cũng chết đi sống lại. Chết đi sống lại. Ok. Tiếp tục nè, cho nàng thử thêm một bộ nữa. Tìm một nào nè. Chết đi sống lại. Ủa anh mang cái canh vì nó đính nhìn chế. Giờ thêm một bộ ngắn nữa cho chế, em đem đi chế không? À, 4 bộ. Người ta có 4 cái để lựa chọn. Ai chặt lại chế. Không ai chặt lại. Ngày mai make up làm tóc thật đẹp. Thật là cá tính. Mặc cầm đi. Mặc cái gì tôi cầm dùng không? Mấy chị bên cạnh nè. À vậy hả? Sếp xung quanh.
này công nhận là thơm của anh em giáp cái phần thân giòn thật các bạn. Dạ. Nhưng mà đặt thì khéo là lên được. Béo. Chanh một cái kim. Chỉ cần một đôi bông tai có thể thay đổi vận mệnh. Chắc có một cái gì đó màu cũng nhẹ nhàng thôi cơ. Hạt bẹt, hạt ơ gì đó nè. Mặt cô này thì hơi béo nhé. Nên là phải gầy 5 cân nữa nó mới được đẹp. Cái tay đẹp không? Cái tay dây đẹp không? Thay đổi vận mệnh. Cái này trả đôi bên bông kia. Bên này kia. Hả? Nó đi lệch sau này à? Này mấy cái đôi bông tai sau này đeo đẹp ha. Mấy cái đôi này đeo không? Giờ là chỉ có bộ sưu tập mới có những đôi này thôi. Ồ. Này. Hiểu. Cũng phải chải tóc sát này đúng không? Tóc sát hết thôi. Em nói thích gì là tóc sát. Được. Khuyên tai hai bên hai kiểu. Mà ý là nhìn cái này kiểu này nhìn nó cá tính hơn. Ừ. Này hơi kích một
tí em nghĩ là cho size rộng hơn thì nhìn sẽ đẹp như chị. Ừ. Không, cái này em chỉ còn giờ miếng nút thôi là đẹp rồi. Thế không? Ừ. Bác được thử thêm y chang sát này nhưng mà bộ vest dài. Thế xem thử này. Ý là quần dài luôn. Ừ. Xem thử là cái nào nó hấp dẫn hơn mình rộng không đó. Ừ. Được chưa? Thử dài đi ha. Ừ. Đẹp. Công nhận. Tao sẽ phải gầy đi 5 cân nữa tao mới đẹp. Trời, 5 cân nữa. 3 cân thôi là perfect. 2 cân thôi là được. Cần cái xương của chị này, cái đoạn này. Cái xương của chị chứ còn không phải là chị mập đâu. Cái xương của chị to. Bà mẹ bỉm sữa một con rồi. Trời ơi. Nói chung là dáng dáng phải cố gắng. Cái này của mình thì mình không. Mấy các bạn đây cũng bị phạm. À ông bác luôn đúng không? Rồi chúng ta chờ chị thử cái này. Rồi chuyển máy. Là bây giờ tôi quay quần áo kia rồi. Mình siết vào eo đi anh. Thêm một cái cũng là cái mẫu đó luôn á, nhưng mà nó size M á, size M ship vào đó mới đẹp, còn nó size S rồi đó, tức là nó có thêm kiểu mà mặc cái cọc sát vào vậy nè chị. Ừ. Cho nó ship lại nha. À nhưng mà các bạn nhưng nó phải size to hơn, size hơn, to hơn. Vì khung xương của chị to hơn khung xương người khác. Rồi, thế là mai mấy giờ chị qua đây mặc đồ nhỉ? Mai mấy giờ chị đến, chị qua sớm trước 30 phút thôi. Không, thế chị sẽ tính.
Nếu mà chị tính ấy thì chị kêu nó make up xong chị chạy qua đây mặc đồ xong chị đi từ đây đi luôn. Nhiều lắm ở đây, nhiều đồ lắm. Bộ này đẹp này, cái áo đẹp ha. Đúng xem mà. Nó sẽ mặc như này. Đúng. Chị có xăng đan trắng. Xăng đan trắng. Mà nó có cái đá giống như này. Thật ra ví dụ như mặc cái này chỉ cần dán hai cái. Dán hai được một không? Đúng được. Được. Hả? Thấy không? Ừ. Kiểu mà dạng giống vậy. Cá tính. Cắn từ trên xuống dưới luôn. Chỉ có đôi giày trắng cũng hàng gắn nốt như này. Đây ha. Chân bèo là bé xíu thế này. Nhỏ quá hả? Nhỏ quá, nhỏ quá. Vừa. Nhỏ lắm. Chân nhỏ. Nhỏ. Hả? Tại vì nó cứng á. Không, nhỏ. Ừ ha. Tại vì nó cứng á. Bình thường mấy con bèo mà địt mẹ không biết đi giày cao gót chắc vỡ nợ. Thì mẹ đôi này đứng thẳng đầu. Đôi này đứng thẳng đầu chỉ chụp hình một phát thôi. Không phải là sao? Rồi, quần ống vậy là mới đẹp. Mặc cái này rất cá tính. À, bông tai và mọi thứ em thích sáng phát cho chị. Ừ. Ngày mai mấy giờ mày ở đây để ta biết. Ngày mai 6 giờ chị có mặt ở bên kia rồi. Là phải 5 giờ đi từ đây. Ok ha. Rồi. Rồi thì còn con bà kiến mà sốt rồi này. Mày ra mấy cái bộ đồ cho con người nhìn đi. Bao nhiêu đồ đẹp này quay cho mình nhìn đi. Dạ, xuống dưới. Xuống dưới.